này này, nó mà bị bong rách và tổn thương thì bạn có đeo cái kính đấy thì cũng không thể nhìn rõ được. Đây em giải thích lại cho chị một chút về vấn đề của bé nhà chị nhé. Thành Tâm thì lần trước khám ấy, lần hôm tháng 18 năm 2019 thì đã bị cần thị rồi. Cần thị thì mình cần hiểu một chút về bản chất của cần thị, bởi vì là có nhiều bố mẹ sẽ hỏi là cần thị có mổ được không, có mổ được không, có tập được không, có tập được kết hay không, hay là thuốc gì để hết hay không. Vì nếu mà không hiểu được cái đấy thì mình sẽ dễ đọc những cái thông tin sai trên mạng, người ta sẽ bảo là có thể tập để hết cần thị được, hay là có thể thuốc để hết cần thị được, thì nó hơi sai được một chút. Thì mắt cần thị ấy, nghĩa là cái mắt, con mắt nó to hơn so với bình thường. Giả sử mắt bình thường thì nó sẽ lớn như này, nhưng mà cái mắt cần thị của bạn này thì nó sẽ lớn hơn như này. Đấy, chính vì mà việc mà nó lớn hơn, ở trong này nó sẽ có một cái điểm và đỉnh vàng gọi là hoàng điểm. Thì bình thường khi mà con mắt mình nhìn tất cả mọi vật ở xung quanh này, nhìn lên cái bảng chữ ấy, thì tất cả chữ để nó sẽ rơi vào cái điểm này thì sẽ nhìn rõ nhất. Tuy nhiên là mắt của Tâm thì nó lớn hơn so bình thường, nên là cái điểm vàng này nó ở phía sau này. Chính vì vậy mà tất cả hình ảnh thì nó vẫn rơi đây, nhưng mà cái hoàng điểm thì nó nằm ở đây, nó không thể rơi vào đúng hoàng điểm của màn ấy, nó dẫn đến tình cảm mờ. Cho nên là mình thấy là cái cần thị thì nó là do cái cấu trúc con mắt nó lớn lên. Chính vì vậy mà mình khi mà nó đã lớn lên như này rồi thì không thể nhỏ thuốc vào để con mắt nó thu lại, nhỏ lại được. Mình cũng không thể tập để cho mắt nó thu lại được, mà để cho bạn ấy nhìn rõ thì chỉ có thể chỉnh kính. Chỉnh kính thì nó sẽ giúp cho cái hình ảnh từ phía trước này nó lùi ra phía sau này, bạn sẽ nhìn rõ được nhá. Nên là nếu mà có hỏi là có tập được gì hay không, hay là có uống thuốc gì để nó giảm bớt đi hay là nó kết, thì nó không có. Nếu như mà tưởng tượng cái con mắt này nó giống như quả bóng ấy, càng bơm căng hơi quả bóng lên thì mình sẽ thấy là cái lớp da của bóng nó sẽ bị giãn căng và đến một lúc nó giãn rất là mỏng, chỉ cần cặp vào một cái thôi nó sẽ cùng cặp vào một cái thôi nó sẽ vỡ rách. Thì con mắt này cũng thế, thì khi mà các bạn này bị tăng độ cần ấy, thì nó biểu hiện và nó cho mẹ này, cho chủ này đó là cái con mắt nó đang càng ngày càng bị giãn, càng căng ra, càng bị giãn mỏng ra. Nên là ở trong này nó cũng sẽ có một cái lớp này gọi là võng mặt, thì nó giống như lớp da của bọc ấy, thì nó sẽ bị căng và bị giãn mỏng ra, và nó sẽ tăng cái nguy cơ bong rách. Những bạn mà bị cần thị trên 5 ấy, thì nguy cơ bong rách cái lớp võng mặt này nó cao gấp 15 đến 18 lần so với người bình thường. Thì vì vậy mà khi mà mình nhìn vào cái sự thay đổi cái độ cần của con thì mình biết là con mắt nó đang tăng, bị to dần lên và nó bị yếu. Mình không mong muốn điều đấy, và mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là làm như nào để bạn ấy không bị to ở con mắt này nữa, nghĩa là không bị cần thị tiến triển nữa, thì đấy mới vấn đề quan trọng. Và bây giờ bạn có cần 3 hay cần 4, cần 5, cần 6 thì cho đeo kính, mà không đeo kính thì đeo kính áp tròng thì nó cũng sẽ rõ thôi. Nhưng mà một khi mà những cái lớp này nó mà bị bong rách và tổn thương thì bạn ấy có đeo cái kính đấy thì cũng không thể nhìn rõ được. Trong vòng 1 năm vừa rồi thì bé này ở nhà có những hoạt động gì mà cần phải nhìn gần không nhiều, ví dụ như là xem điện thoại, có xem điện thoại thì cháu xem đâu, mà cũng không học nên là biết chữ lớp 1 thì thường là hay phải biết nhiều đấy, độ chính xác của ô ly nó rất là nhỏ nên là nó phải nhìn trước nhìn gần đấy, cũng điều chỉnh là cho ngồi đúng khoảng cách đấy, nhưng mà nó dịch như các thứ mà nó phải bóng nhiều hơn bình thường ấy. Được dịch học online không? Vâng, ngày khoảng mấy tiếng? Ngày chỉ học 1 tiếng thôi. Bạn có đọc truyện tranh hay là chơi gì không? Có đọc truyện không? Hay đọc truyện thì thỉnh thoảng mới đọc truyện nhỏ của mầm non đấy, đọc cho em nghe đấy. Thời gian không đọc nhiều đâu. Thời gian ra ngoài chơi khoảng một ngày khoảng bao? Trời thì nắng như này thì không ra mấy. Chỉ có ngày giỏi lắm ra được độ 1 tiếng đến lúc chiều đó, và mất nắng thì được chỉ ra đâu, còn đâu là ở trong phòng điều hóa hết. Chơi thì toàn chơi búp bê, chơi logo, chơi Lego á, domino á, cái xếp gỗ đấy, không chơi cái gì tỉ mỉ, nên là khâu ráo hết.
thì bây giờ để mà mình biết được cái giải pháp làm sao được bạn không bị tăng đường cần thì cần phải biết những cái nguyên nhân mà làm sao gây ra được việc tăng đường cần của bạn này đã. Những cái này gọi là những cái yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ nghĩa là nó sẽ làm tăng thêm hoặc là làm nhanh thêm cái quá trình đấy. Thì những cái yếu tố nguy cơ của bạn này là các hoạt động đường cần. Các hoạt động đường cần thì nó có thể bao gồm kể cả hoạt động học cũng như hoạt động chơi. Kiểu chơi thì các hoạt động đường cần thì bạn này vẽ viết hoặc là đọc truyện tranh, hoặc là một hoạt động giải trí, hoặc là điển hình nhất bây giờ thời điểm bây giờ là các bạn cũng xem điện thoại và xem iPad, tất cả hoạt động ở trong trái tay như này thì mình gọi là hoạt động nhìn gần. Và nếu như mà những hoạt động nhìn gần đấy nó diễn ra nhiều và thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ kích thích cái hệ thống điều tiết của mắt chúng ta và làm cho mắt bạn được cái điều tiết rất là nhiều, thì nó sẽ kích thích cái việc tăng độ cận. Kể cả hoạt động học nhé, nên là trong khi là cái hoạt động học thì mình sẽ không được bỏ được, không giảm bớt được. Nhưng mà các hoạt động mình nó xem điện thoại, TV, đọc truyện, đọc sách thì cần phải giảm tối đa thôi, nhưng cũng không cắt hẳn được. Nếu mà mình cắt hẳn thì bạn sẽ không phát triển được giống các bạn khác. Còn đối với hoạt động học ấy, mà không thể bỏ được thì cần phải chia nhỏ thời gian. Mỗi một lần bạn học 13 phút, mình 45 phút thì bạn cần phải ra ngoài để nhìn ra ngoài trời hẳn, ngoài trời luôn ấy. Thì lúc đấy mắt nó mới nhìn ra xa được, thì mắt nó mới thả lỏng được cái điều tiết ra, thì bạn hạn chế được việc tăng độ cận đấy. Đấy, thì chỉ cứ tuân theo cái quy tắc này thôi, nghĩa tăng thời gian hoạt động ngoài trời. Người ta đang nghiên cứu rất là nhiều, nghiên cứu là các bạn nhỏ mà thời gian hoạt động ngoài trời tối thiểu lớn hơn 3 tiếng một ngày thì cái tỷ lệ mà tiến triển cận thị của các bạn ấy thấp hơn rất là nhiều so với những bạn mà ăn được suốt ngày ở trong nhà. Mình thấy một cái ví dụ điển hình về là những bạn ở quê thì nó ăn được suốt ngày, nó ra ngoài đồng nó chơi thả diều chăn trâu thì ít cần hơn so với các bạn ở thành phố ăn ở trong nhà. Nên là song hành với việc là giảm thời gian mà chỉ cần thì chỉ tăng thời gian ra ngoài trời cho bạn. Nên là buổi chiều về, có thể buổi chiều về kiếm chỗ nào mát mát dẫn cho bạn ra ngoài đi chơi, đi bơi, đạp xe hoặc là đi bộ cũng được. Nhưng mà chơi ngoài trời thì đa phần bây giờ trẻ con ở thành phố thì nó chủ yếu đi học về làm trong nhà, xong rồi xem TV, xong xem điện thoại, đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Optum Đăng. Và nếu như các bạn thấy những thông tin vừa rồi hữu ích với bản thân mình thì hãy nhấn đăng ký kênh cũng như nhấn follow fanpage của Optum Đăng để chúng ta có thể cập nhật những bài viết mới, những video mới về cách chăm sóc sức khỏe mắt cũng như những cách phát hiện những cái mèo nhỏ, những cái cách điều trị mới đúng cách để mà có một đôi mắt khỏe hơn, được đẹp hơn. Và đừng quên nhấn chia sẻ để có thể lan tỏa những kiến thức này tới tất cả mọi người trong cộng đồng, tất cả mọi người đều có một đôi mắt khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.